Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022 kéo dài 4 ngày là cơ hội vàng cho ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, thành phố Vũng Tàu nói riêng, thu hút du khách trước khi bước vào mùa du lịch thấp điểm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 và cả dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp, dịch chồng dịch như hiện nay, bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo về dịch vụ, cảnh quan, cơ sở vật chất nhằm thu hút du khách, thì các doanh nghiệp du lịch còn đặc biệt chú trọng các giải pháp đảm bảo an toàn phòng dịch cho du khách lẫn an toàn về vệ sinh thực phẩm, an toàn trong vui chơi giải trí tắm biển, cũng là duy trì bền vững hình ảnh du lịch Vũng Tàu, điểm đến hấp dẫn và luôn an toàn. Chuẩn bị đón du khách dịp lễ Quốc khánh, khu du lịch Hồ Mây thành phố Vũng Tàu chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, cảnh quan môi trường và cả những giải pháp phòng dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết chặt chẽ. Hồ Mây thì chúng tôi có riêng một cái bộ phận về chăm sóc và sơ cứu trong những trường hợp mà quý khách gặp những cái vấn đề về sức khỏe. Công suất phòng của khu du lịch Hồ Mây dịp lễ Quốc khánh 2022 đạt khoảng 70%. Mình lần đầu tiên được đến đây, cũng thấy là ở đây không gian rất là mát mẻ, rồi phục vụ cũng tốt, cảm thấy thích lắm. Trò chơi ở đây thì nó rất là vui nhộn và có những trò chơi cảm giác mạnh và cũng có những trò chơi cho trẻ em. Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đoàn liên ngành của thành phố Vũng Tàu đã tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, đa phần các cơ sở đều chấp hành tốt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được đoàn liên ngành duy trì xuyên suốt kỳ nghỉ lễ. Từ quan tâm đến cái thực phẩm đối với những cái nhà hàng, những người mà đang kinh doanh, cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm, thì mọi người cũng có ý thức để làm sao mà có thể là thu hút được cái lượng khách đối với mình. Bình dân nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng thực phẩm luôn luôn lúc nào cũng rõ ràng và có nguồn gốc, và cố gắng xây dựng cái mức giá công bố công khai và lúc nào cũng niêm yết giá để cho khách hàng yên tâm và xóa bỏ cái thành kiến với cái tuyến đường Hoàng Hoa Thám chặt chém. Ban quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu đã rà soát, lắp đặt biển báo các khu vực biển có nguy cơ ao xoáy, dốc đá trơn trượt, tăng cường lực lượng cứu hộ cứu nạn ở các khu du lịch bãi tắm. Thì tất cả các cứu hộ đã tăng cường 100%, chuẩn bị tất cả các phương tiện cứu hộ. Mùng 1 tháng 9, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết thuận lợi, du khách đổ về Vũng Tàu ngày càng đông. Nhờ thực hiện tốt việc điều tiết giao thông, bố trí bãi đậu xe, nhà vệ sinh hợp lý, cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đa phần du khách đều cảm thấy hài lòng khi đến với thành phố Vũng Tàu.